đây chạy đây rồi. Đây nằm riêng à. Này. Đây, tao có một cái này, đây này. Cho bé bé đâu. Nó giống nhau. Quan trọng là cái đấy mà mình làm là vận dụng này. Đây, chẳng hạn offset 5 đi. 5 đi nhá. Một phân đi, 10 đi. To quá. Thôi, 10 được. To mà, to ra. Tám năm đi được chưa, năm đi đây, cái hình chữ nhật này nó to hơn mình nói, cái hình tròn này nó bé thôi. Em phân tích này, em có đường tròn offset trong một tí đó. Nếu đường tròn này em chọn vẫn màu 3D nhé, 3D xem là chọn aspect cái đầu tiên. Cái này là chân, có thể cái này là chân, đây là chân, nên chẳng hạn em để chân 0.5, để cái này độ cong của nó 40, đây, cái này là chồng dép, cái này là chồng dép, chân trên được không chồng dép, cứ để một này, cái này mình có thể thay đổi 0.5, là thấp đi 0.1, đấy, đối với chế độ vali này thì nó đã được cái này hơn. Thay đổi 95 thì nhìn xem rất là rõ 1.5. Đấy thì cái đây này. Cái này nó vòng chân hơn. Cái này này, cái không không để ý nè, còn để cái đây thì nó lại múp múp chân ạ. À múp chân ạ. À. À. Càng nhỏ nó sẽ càng cao hơn vòng này. Đấy, nhìn chưa? Đấy, nó không này. Nhưng thường xuyên cái này thì mình không xác định được cái này tại sao nó có cái modern này, tại vì mình để, nếu để như này thì mình vào đây mình phát được luôn, tại vì đây gần như là tự tạo modern cho nó. Đây này còn nếu không bỏ đây thì ấn đây thì nó là một cái kín, còn đây nếu không thì đây còn nó sẽ là một cái modern, cái kích đây thì nó một đời với độ phân giải 0.2. Em để 0.1 ạ. Tại sao này hình vuông như kích thước nó vẫn thế nhưng mà nó thêm một cái modern. Một cái modern. Modern vuông ạ. Đúng không? Đấy thì mình có thể phải để vào đây luôn. Chỉnh chưa? Nhưng còn nếu mà không có ở đây, mình cứ làm một loạt được, xong mình tạo modern chung được. Kích đây, nó cũng thế. Nhưng mà muốn để tạo modern thì anh vào đây rồi, vào cái này dưới này đúng không? Thì gần mét thằng đặt đây. .1 hai cái giống nhau, hai cái hơn nhau đúng không? Thậm chí cái này nó sẽ modern của nó đều hơn. À, thì đây nếu mà ở đây modern của nó kích ở đây, modern nó rất là cạnh, nó sắc ở đây, được không? Thì mình tạo modern của nó được. Còn nếu đấy đối đường từ đường đây là đường tròn. Nhưng thường xuyên đấy thì nó không giới hạn kích thước. Thường xuyên mình để cái chế độ E này, chế độ E này. Thì cái kích thước đây là kích thước chân. Đây là cái chiếc nổi đúng không, mới mới đi để ngay đầu mình đã xác định là mình vừa ướm và vừa xác định anh chẳng hạn, có nghĩa là mình nó tổng thể của nó là một kích thước của nó bằng cả cái này cộng với cái này 1.5 chẳng hạn, 4 thì có nghĩa là 4.5, để ở đây thì nó sẽ vòng chân lên nhỏ thì chân nó khúc mà nó vẫn kích thước thế. Nhưng mà nó cái chân này nó bo cái chân nó khum lên đây này. Nó khum lên, nó để một thì nó tẽ. Nó tẽ. Để càng nhỏ thì càng ấy. Hả? Nhưng mà để mình để tạo này 0.1 coi như 2 coi 0.3 thì nó hết cỡ. Thì gần như là giống nhau rồi. Như vậy thì cái kích thước này là thường xuyên mình hay nào, cái E thì mình hay nào. Đấy, cái kích thước của nó thì bằng tổng kích thước chân. Như vậy tổng thể là 5 đi. Đúng không? Bỏ cái này đi. Em để ok cho anh xem. Đúng 5 đi thôi. À, nên kích thước thật. Và nếu mà muốn âm, cái này nõm xuống. Cái này nõm xuống. Đúng kích thước đấy thì cái này phải là trừ 1. Phải đi phiêu. Cái chân này mình để không. Thường xuyên này để không. Đấy thì nó không có cái chân. Không có cái chân nữa. Đối với đây nằm nõm thì thường xuyên người ta không nằm cái chân.
là nõm phát luôn. Đó. Như vậy cái này nó sẽ trừ 4 đi. Trừ 4 đi. Đúng không? Âm cho mặt này luôn, trừ 4 đi. Đó. Nó xuống. Nhưng đối đấy là một vector này, đối với hình tròn này thế, ta nào thì gọi hình tròn này nó cũng giống như cái hình tròn, nó ra một cả một cái khối ấy luôn. Đó. Đúng không? Cả một cái khối này luôn. Đúng không? Nhưng nếu em gộp nó lại, em vào đây là cho nó dương chẳng hạn, hai chẳng hạn, thì nó nổi lên luôn, nó giới hạn bởi bởi vector này nó thành một cái trục. Đấy, và đây là cái kích thước cái trục, đây là hai ni, và đây là cái chân của cái trục, cái chân của cái trục, được chưa? Ở đây độ phân tải, nhớ bỏ cái đây đấy, cái đối với hàn cái nằm khung mà có một đường chữ đường liên trên, bỏ này đi. Đấy. Đấy, bây giờ quay lại cái hình chữ nhật. Đối với hình chữ nhật, quay lại này, không, đối với cái này. Một, một, dương nhé. Đấy, đối với cái này smooth với fill thì hai cái hoàn toàn không có vấn đề đối với hình tròn. Tại vì nó không có cạnh sắc, không có cạnh vuông vuông như đây này. Đấy, thì hai cái này, cái hai cái chế độ này là như nhau. Đấy, giống hệt luôn, không có gì thay đổi. Đấy. Nhưng ở à, đối với cái này nếu em khi em gộp lại nhá, rồi chuyện lại này 2.5 một nửa mình thường xuyên cái này 5 đi thì mình nằm 2.5 cái này đấy. Preview nhịp thì cái này mình hãy để cái này nó sẽ trông tù tù lên đây này, đây này tù tù lên này, nhìn không, nhìn nếu mình để view view thì nó sắc sắc đẹp hơn. Thứ trên nằm cùng mình làm để cái fill này thay thêm bước thêm vào fill. Và đây vẫn là không, và đây đây vẫn là âm. Nếu cái đây là âm, nếu trừ một, nếu là trừ một thì nó âm xuống. Đấy. Nếu trừ một thì nó âm xuống. Cũng vậy đấy, nhưng mà nó âm xuống, nó lõm xuống ấy, nó vét xuống, nó vét nhưng mà nó không phải vét theo máng, nó vét cả luôn. Vét từ đây, vét vòng lên đây. Âm xuống, có nghĩa là trừ một là âm xuống, âm là 2.5, vét luôn những 2.5. Dạ. Mình thì đây là âm. Nhìn thấy nó âm này, nó vét xuống. Còn nếu để ở đây thì nó là dương. Một thì nó là dương. Nó nổi lên. Được chưa? Và nó không có một tí chân nào, nó có vòng luôn. Đó, không có một chân đứng nào, cái đấy là cái chân đứng, cái chỗ nước trước em để. Cái lệnh này, cái lệnh khi lệnh vét máng, cái vét máng hay nó tình thì mình hay sử dụng. Hoặc vẽ khung ấy, vẽ máng hay vẽ khung ấy. Hoặc vẽ như kiểu vẽ cái bát cái đĩa. Cái bát đĩa thì nó là hình tròn, hai hình tròn nó phải đồng tâm nhau. À, đưa vào đây, đưa nhẹ nhàng tự bát hoàn tâm vào đây. Nó cùng một cái tầm đấy. Nên em vẽ một cái đĩa chẳng hạn. Đây có nghĩa là vector, phải có vector giới hạn đúng không? Đây là giới hạn từ đây là tôi bắt đầu cong. Lệnh bắt điểm. Nếu không anh đưa đây là đưa nhẹ nhẹ đây, nó tự nhảy vào tâm ngay. Nó quay lại tâm, nên anh kích vào đây là nó cái đường nó bắt lại vào tâm luôn. Cho nên mình kích vào đây. Đấy, kích vào điểm này. Thì bắt điểm vào đây. Đó. Not aspect nothing, cái này mình để là hai đường dẫn đúng không? Đây mình để là một, thì lúc này mình lại kích từ trong ra một, đấy là cái đĩa. Đấy. Còn chỗ này nó phẳng thì mình làm một cái nền phẳng nào, để nào ứng dụng luôn, đây, đến đây tất cả nếu mà nó độ nổi đúng không? Cái này mình hay để chế độ free, bình thường mình định là nó free. Nếu bây giờ mình không cho nổi nữa, tất nhiên nó phải là phẳng. Đúng không? Nhưng cái này mình đối lại phẳng thì không cần phải độ phân giải, cái cho to đi, không phải chỉ phải. À, nó chỉ một cái nền phẳng thôi. Nó khi nào nó có cái độ cao z kia thì nó mới ảnh hưởng đến chi tiết. À, cái này cũng như là giống như ta vẽ vẽ khung. Vẽ cái những cái khung. Đây. Ta mới làm một khung chẳng hạn.
như này nhỉ? Được chưa? À, co bé nó lại như là có nghĩa nào đó là cái đường dẫn à, ta cũng được chưa? Aspect nothing vào trong một đây, như vậy là nó bị nõ xuống trên này, nó không bồng lên thì mình phải ấy lại, cứ bình tĩnh chu. Đối với loại nằm khung vuông này mình phải ấn lại, thì ý mà mình có thể thử từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong à, nó ra cạnh sáng. Nhưng bây giờ anh thấy hình nó rất meo meo sạch sạch đúng không? Đấy, hình nó sạch thì chỗ này mình không phải để C, phần C này nữa mà mình phải để phần N. Đấy, thì nó phẳng N qua thì cái này nó phẳng đấy, nó phẳng đấy, nó phẳng. Ok. Đấy, nhưng bây hiện tại bây giờ nó bị ấy, hiện tại bây giờ nó lại bị xấu chỗ này, được không? Mình giờ phải cắt nó bây giờ mình chia này cái vẽ nào cùng mình sử dụng lệnh lệnh nó tinh anh biết đấy, còn cái nào là anh khá thì em lại bổ sung ra anh lệnh cũng như thế thôi, lệnh vẽ không hiểu khác cũng giống nhau, bản chất của nó đều ra được cái khung đấy. Khung này là kiểu kiểu này kiểu anh Hải đúng không? Cái này kiểu không phải của anh Hải, cái này mình sử dụng lệnh notting, lệnh notting là ta cắt thằng này đi đúng không, thậm chí ta cắt thừa đi đi đây, thì bắt đầu anh sẽ sử dụng lệnh cắt vector 3D, dùng 2D cắt vector 3D này, cắt trực tiếp nên không cần tạo mô đun, chọn 3D được chưa? Aspect chim bay lúc, chim bay lúc chuột phải, kích vào vector giới hạn, in có nghĩa là lấy trong trong vector, out là lấy ngoài vector, avat có nghĩa là lấy chính giữa vector. Đối với trường hợp là mình muốn lấy là trong vector thì để nó in, out thì là nó lại vứt cái phần ở trong vector đi, và rát có nghĩa là chính giữa, nó vứt cái phần chính giữa cái vector này đi. Là đối với in. Tại vì ta lấy muốn lấy in mà, lấy trong mà, ta kẻ ra cốt là để lấy trong, ngoài là xấu ta bỏ đúng không? Ok. Nhìn nè, vuông thành sắc cạn luôn. Đấy, thì lấy đối xứng. D copy. Không đúng rồi. Đưa đây. Thấy chưa? Ta giữ đây. Ta lại lấy đối xứng qua đây. Đúng không? Đúng không? Ta có luôn đúng không? Anh thấy này. Xóa mấy anh. Cái thứ hai lên đi. Có những cái khung này mình muốn mình soi được cái được cái biên dạng của cái khung đấy. Bất kỳ cái khung nào mình đều làm được hết. Đấy. Mình sử dụng lệnh lệnh notting. Thế là đối riêng đối lệnh notting. Nên sau này khi anh cứ làm tốt cái này thì anh muốn ý em sẽ chuyển cho anh cái lệnh khác. Cũng vẽ được cái khung. Đấy. Hoặc cái sử dụng những cái lệnh như của anh Hải. Chà, cũng vẽ được cái khung, nói chung là nó bản chất nó là giống nhau. Hay là tạo mô đun đấy đúng không? Quét tất cả aspect cái này. Đánh 0.1 đấy đó. Ok. Thế là tạo có một cái khung. Shift B. Để khung tranh vuông sắc cạnh luôn. Vuông sắc cạnh luôn. Đây cái của anh Hải thì phải làm từ cạnh cạnh một, cái này cạnh này sang cạnh này sang cạnh này sang cạnh này, đây mình làm mình liền một lúc được mấy cạnh, hai cạnh xong mình cắt lấy đối xứng, bản chất của nó là như nhau nhưng mà nó cũng làm ra được cái khung nhưng mà có phương pháp nó khác nhau. Đấy, như đây là thành ta vẽ cái khung này, ta sử dụng lệnh cái lệnh notting người ta hay dùng để vẽ đường đường cái ghế cong á, cái tựa ghế
Đấy, cái mà. Cao thấp có thể mình sang phần kia mình cho độ. Đúng rồi, cao thấp đây là mình đây ví dụ là trừ 14 mình transform này. Transform này. Đúng không? 14 đúng không? Ok. Đúng không? Em đưa vào đây. Em muốn một phân more transform z. Cái này xóa hết đi. Xóa đi. Không. Cái này là 10. Xóa cái. Đúng chưa? Hay là một phần. Tốt rồi. Cái nào cũng được. Ta đều tạo được cái khung úng theo cái biên đoạn đấy. Ơi.